Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài rất là độc và hay đến từ thương hiệu của Victor. Con này như anh em có thể thấy thì nó là Victor RC-B1. Con này thì nó chơi được CD và hai cassette và radio. Nó sử dụng điện áp 100. Con này thì em không định làm review nhưng mà khi mà mở lên thấy chất âm của nó hay quá. Và mình tìm hiểu nó thì cái giá xuất xưởng của nó lên tới 10 triệu 50 ngàn yên lúc xuất xưởng. Nên là mở thấy chất âm của nó cực kỳ hay. Nhưng mà nó làm rất là đơn giản với hai cái loa bass toàn giải. Nhưng mà cái chất âm đưa lại thì cực kỳ tốt. Hai cái bass, loa bass này thì như anh em có thể thấy thì nó chỉ là hai cái loa bass, hai loa bass giấy toàn giải. Nhìn con này nó giống như kiểu cái dạng loa bass của con Soli, mấy cái dòng Soli Z5, Z7. Và chất âm của nó rất là ấm và không hiểu tại sao nó tạo được cái âm bass nó rộng, sâu. Thì ở đây anh em có thể thấy thì con này thì nó có kích thước nó cũng nhỏ nhắn thôi, chứ nó không có to. Thì nó rơi vào tầm khoảng độ tầm 50 phân từ bên này qua bên này. Đấy. Và cái chiều cao của nó thì rơi vào tầm khoảng độ tầm 17-18 phân. Thì ở dưới này là hai cái học băng, trên này nó là cái phần CD. Đây phần volume, đây chỉnh bass chest ở đây. Ở dưới này thì trên này thì hệ thống của thằng CD này. Đó anh em có thể thấy. Nó sử dụng bằng cơ nha. Đó. Ở đây thì phần của thằng cassette. Ở đây em đang mở thằng cassette ở đây. Bây giờ em sẽ mở trước cái cassette cho anh em nghe. Là anh em sẽ biết được con này chất âm rất là hay. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, chớ đi miền mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vì lại đi, nhọc ơi đâu đêm mỏi. Tiếng của con này nó nghe nó rất là trung thực và cái nó rất là ấm, bass rất là tốt. Tuy nó chỉ là cái dòng đài nhưng mà nghe tiếng rất là hay. Nó nhỏ nhưng mà không nghĩ là nó làm tốt đến như thế. Đấy. Trong một lần lòng tôi biết yêu đương, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương, quen trên đường chiều lá khô rơi ôi ngọc ngà. Mùi hương hoa chưa đi, anh ngỡ là mùi hương của tóc em véo von, là hương bâng khuâng anh vẫn trên đường. Giờ chúng ta sẽ mở thằng CD. Muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh,
rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung. Sớm lỡ tuổi tàn, xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dàng. Anh em có thể thấy là tiếng chất âm của nó cực kỳ hay. Không nghĩ hai cái loa này hay thế. Nếu mà đúng ra, nếu mà hai cái loa này mà anh em tháo ra xong là lắp vào những cái loa mà mình DIY chắc chắn là rất là hay. Nghe tiếng nó rất là ấm, rất là mềm. Clip này em làm hơi dài, căn bản là thấy thích nghe rồi. Rằng người ấy